bán review phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hoàng Vũ. Ta đến tận nơi đây để xin nhờ hội trưởng giúp cho ta một việc. Dạ, cảm ơn vì đã quá bộ đến đây. Nghe nói dạo này thật sự rất khó để thu mua được đồng. Đồng hầu như chỉ được nhập khẩu về từ Nhật Bản. Không biết hội trưởng có biết nguyên nhân là gì hay không vậy? Xin hãy giúp ta đi. Ta quen biết một thương nhân Nhật Bản, có lẽ người đó biết được nguyên nhân. Trưởng hội có thể giới thiệu thương nhân đó cho ta được hay không? Tất nhiên được rồi. Nhưng mà người phải tới quê quan nếu như người muốn gặp ngài ấy. Nếu vậy thì ta sẽ đi đến quê quan. Liệu hội trưởng có thể viết thư giới thiệu cho ta hay không? Thay vì thư giới thiệu, người hãy dẫn theo một người thông thạo tiếng Nhật và biết sành địa lý của quê quan thì chẳng phải hơn sao? Nếu được như vậy thì ta thực sự rất biết ơn. Được, ta sẽ giới thiệu đội trưởng với ông ấy. Cảm ơn cô nương. Sao cô lại nhìn ta như vậy? Người không hề nhận ra ta sao? Chắc do ta thay đổi nhiều quá. Cô nương biết ta là ai sao? Có lần người đã cứu lấy mạng sống của ta. Cô nương biết ta là ai hay không? Ngài chính là người đã cứu tính mạng của ta. Tên của ta chính là Hoa Quân. Ngài có thể gọi tên của ta khi chúng ta có cơ hội gặp lại nhau hay không hả? Hoa Quân. Cô nương vừa nói là Hoa Quân. Giờ người nhớ rồi sao? Ngươi là cô nương mà ta thấy ở nhà xanh mà. Điện hạ vẫn nhớ ta sao? Sao ngươi lại vào được đây chứ? Ta cần phải đi đến một nơi ngay lập tức. Ngựa của ta, ngài có cần không? Ta nhớ lúc đó là cô nương đã giúp đỡ cho ta, nhưng mà ta vẫn chưa có dịp cảm ơn cô đàng hoàng. Đừng cảm ơn ta. Người không thể tưởng tượng được khi có thể giúp đỡ người, ta vui thế nào đâu. Sao không đưa trợ tá Bắc Bù Hà của phòng nội vụ trung ương theo? Những người có chức danh sẽ giúp đỡ người rất nhiều đó. Trời ơi, giật cả mình à. Ngươi phải chào đón lão già đẹp mã hơn ngươi chứ. Trời ơi, làm sao mà được khi mà ông đứng thù lù như bóng ma vậy. Trời ơi, ăn nói lỗ mãn quá vậy. Nè mấy người, họ là ai vậy? Sao nhìn ngươi thấy quen quen ha. Dạo này ngài vẫn khỏe chứ? Hả? Công tử Giang Sương. Công tử Giang Sương, người nói thái tử là bằng hữu của người mà. Xin nên để ta gặp thái tử điện hạ đi. Ta Ngươi chính là ngươi. Cái thằng nhóc quỳ ở trước cửa nhà. Đúng rồi. Ôi trời ơi, ngươi vậy thì cũng hoàn hảo quá ha. Đúng là khó tin thật đó. Còn ngươi là ai vậy? Chúng ta chưa từng gặp nhau. Hả?
Được được rồi, cảm ơn. Đây là cơ hội thành công nên người phải nắm lấy. Không thể cứ làm quản lý quèn hoài được. Chỉ cần làm tốt chuyện này thì chắc chắn ngươi sẽ được thăng cấp. Được thăng cấp sao? Phải. Ý ông là ta có thể vào chánh điện cùng các đại thần bàn chính sự và tham gia buổi thiết triều nữa sao? Phải. Đồ rác rưởi, ông lại lừa ta rồi hả? Sao ông dám biệp ta vậy chứ? Ông thì lúc nào cũng ngăn cản ta phục vụ cho hoàng thượng, cứ dọa sẽ chết yểu. Giờ thì nói là muốn ta thành công hả? Vì lúc đó ngươi chưa sẵn sàng, không phải sao? Bây giờ thời cơ chín muồi rồi. Thật sao? Đã đến lúc rồi hả? Ngươi đi mang đồng về đây, rồi ngươi có thể trở thành đại quan, lên tới tam chính thừa. Ngươi có thể tăng 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 thằng tam chính thừa. Trời ơi, tam chính thừa. Đại dân chỉ cần lăn tay của người vào đây, phần còn lại ta sẽ lo liệu hết cho người nha. Nếu người mang đồng về cho chúng tôi sẽ cho người làm đại quan. Đúng vậy. Nếu người không tìm được, người phải mua rượu gạo cho lão già này suốt cả cuộc đời. Chính xác. Làm gì có lý nào. Ta không tìm được đồng chứ hả? Ai ngài đây à? Sao cô lại đưa chính mình tới vậy? Người thông thạo tiếng Nhật và địa lý xung quanh quê của anh chính là ta. Huyền chuẩn bị xuất bến rồi. Nhưng mà cô có chắc là sẽ đi cùng với chúng tôi được hay không đó hả? Bởi vì ta có việc ở đó nên là xin ngài đừng lo lắng gì hết. Vậy xin hãy đi cùng ta. Đại quan quyền quan. Cô nương, cô có thường xuyên đến đây hay không? Có. Đây chính là nơi tuyệt nhất để giao lưu và trao đổi thông tin. Để ta dẫn đường cho, hãy đi theo ta. Ta khó chịu quá đi. Đã hỏi xung quanh chưa? Nghe nói hải tặc đã cướp hết những chiếc thuyền chở đồng. Hải tặc sao? Ta không phù hợp với việc này chút nào nữa. Nhìn đi. Có thấy dấu vân tay hay không? Ngài muốn đi thì cứ đi, ta không cản đâu. Nhưng mà nếu vậy thì ngài phải trả tiền rượu cho thầy Gubo cả cuộc đời. Ngài muốn đi thì cứ đi đi. Thì ta trả tiền rượu gạo chứ có gì đâu to tát, còn hơn bọn hải tặc.
Cô ấy chính là thi nữ bậc thầy Mê Chan. Nè, cảm ơn ngươi vì đã dẫn ta đến đây. Ta không quên ân huệ này không? Ta nghe mọi người nói hải tặc đã cướp hết những chiếc thuyền nào đang chở đồng. Phải, những thứ này... Là chuyện gì vậy hả? Nếu quả thật họ bị hải tặc đánh cướp, chắc chắn là họ sẽ rất nổi giận. Hơn nữa họ còn phải nghĩ đến chuyện tự sát. Chứ không thể vừa bị cướp mà còn ăn uống linh đình như vậy. Xem ra họ không phải bị cướp biển tấn công. Vậy sao ngài nghĩ họ không bị cướp biển tấn công? Có phải như vậy không? Mời đại nhân thêm ly nữa. Được, cảm ơn rất nhiều nha. Người đâu, mau ra tiếp quý khách. Ô, đại nhân, ngài đã đến thật rồi sao? Mời ngài đi hướng này. Như là chúng ta đã tìm đúng chỗ rồi. Người nói vậy là có ý gì chứ? Nam Dương Đô chính là trưởng nam của thủ lĩnh Bi Ân Su Quy Đê Múc. Bi Ân Su Quy, họ chính là tổ chức đen tối, lại mang nguy hiểm cho Chô Sư Ân. Ta phải tìm hiểu thế lực hắc ám này đang âm mưu chuẩn bị gây thêm chuyện gì đây.